Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành với kênh Ô tô 360 của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Xin chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình những thật là vui vẻ và hạnh phúc và công việc hiệu quả sau những ngày cách ly xã hội ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở phân khúc hạng D. Chiếc xe đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản là thương hiệu Nissan. Đây chính là chiếc xe Nissan Tiana. Chiếc Nissan Tiana là cái phiên bản 2.0 lít được nhập khẩu từ Đài Loan, Made in Taiwan đấy ạ. Ở cái phân khúc hạng D này, chiếc xe Nissan Tiana cùng có giá và cùng phân khúc và cũng như gần như là cũng tương đối, cũng gần như là giống nhau từ về động cơ, về kích thước cũng như là option giống với những chiếc xe như là Camry 2.0 Đài Loan, Accord 2.0 Đài Loan và Mazda 6 và Sonata 2.0. Đấy chính là những chiếc xe mà cùng phân khúc ạ. Và cũng là cùng kích thước và tương đối và kích thước và cũng về option cũng ngang nhau ạ. Trong cùng phân khúc, nếu như mua mới thì cùng tầm tiền, như ở cái năm 2010 thì là cùng tầm tiền ở cái giá là khoảng 48.000 đến 48.500 đô. Đấy là cái giá xe mới. Nhưng đến cái năm tháng sử dụng đến bây giờ là năm 2020, sau 10 năm sử dụng rồi, thì chiếc xe Nissan Tiana này thì là giá nó lại rẻ nhất trong những cái xe cùng phân khúc đấy ạ. Camry nó có thể rẻ hơn so với những chiếc xe Camry đến gần 100 triệu đấy. Cho nên chiếc xe này bây giờ có giá chỉ tầm ở 300-400 triệu đồng thôi. Nếu như quý vị và các bạn bỏ tiền ra 300-400 triệu đồng thì quý vị và các bạn có thể chỉ mua được chiếc xe Vios cũ thôi, ở cái phân khúc hạng B thôi. Hạng A, hạng B mà vẫn là chiếc xe cũ thôi. Nhưng mà với cái giá tiền này thì quý vị và các bạn đã được đi cái xe ở phân khúc hạng D rồi đấy ạ. Mà ở cái phân khúc hạng D này thì ở Việt Nam mình thì cũng đã tạm gọi là xe sang rồi ạ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn chiếc xe này ạ. Chiếc xe này là chiếc xe Nissan Tiana, sản xuất năm 2010 và nhập khẩu ạ, sản xuất tại Đài Loan, nhập khẩu về Việt Nam mình là cuối năm 2010 ạ. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký cuối năm 2010 ạ. Quý vị và đã chạy được hơn 10 vạn km rồi. Tí nữa tôi quay cái đồng hồ công tơ mét này cho quý vị và các bạn cùng xem. Quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm là chiếc xe này là tôi bán hộ ông anh tôi. Ông anh tôi vẫn đang đi và là chính chủ luôn ạ. Cho nên là chiếc xe này nó hơi bẩn một chút. Ông anh tôi có đem qua và bảo là tôi đăng và bán hộ ông anh tôi chiếc xe này. Chiếc xe ông anh vẫn đang sử dụng cho nên là nó hơi bẩn một chút. Với lại trong cái lúc dịch Covid này thì bây giờ cũng mới cách ly xã hội. Cho nên là các dịch vụ hoạt động chưa trở lại bình thường. Cho nên là chưa rửa ráy gì được cái xe này để quay cho quý vị và các bạn. Nên tôi cũng quay tạm thế này. Quý vị và các bạn hết sức thông cảm. Nhưng về chiếc xe này thì tất cả về nội ngoại thất của nó còn đang rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn có thể xem tôi quay chi tiết đây là quý vị và các bạn cũng có thể thấy được ạ. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà muốn mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể làm việc trực tiếp với chủ xe ạ, trực tiếp với chính chủ ạ. Quý vị và các bạn hãy liên hệ theo hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn và để được xem chiếc xe này ạ. Chiếc xe này cũng đã được trang bị đầy đủ option như là khóa thông minh rồi ạ. Bấm tay mở cửa từ năm 2010 mà chiếc xe này đã trang bị rất là nhiều option ạ. Ở cái thời điểm năm 2010 thì chiếc xe như thế này thì chiếc xe này là cực kỳ là nhiều đồ đấy ạ. Xe được trang bị khóa thông minh, đèn nổ, start, stop và DVD và 3 màn hình. Cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết ạ, không thiếu một cái gì cả. Biển số xe thì cũng tương đối là đẹp ạ, 29A69606, rất là nhiều số 6 ạ. Trang bị đầy đủ như là cảm biến lùi và xi nhan cũng được tích hợp trên gương. Tất cả nội thất, ngoại thất còn đang rất là đẹp ạ. Tuy nó có bẩn chút xíu thôi nhưng mà về cái chất lượng của nó thì còn rất tốt ạ.
Xe đi cũng rất là giữ gìn cẩn thận và bảo dưỡng định kỳ ạ. Quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại cửa hàng chúng tôi thì tôi sẽ gọi ông anh tôi để đánh chiếc xe này ra cho quý vị và các bạn cùng xem và đi thử. Ông anh tôi thì làm mà cũng ở gần ngay cửa hàng chúng tôi thôi, cũng gần nhau thôi, chỉ gọi cái là ông anh tôi sẽ sang để cho quý vị và các bạn xem và lái thử. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên cái gương chiếu hậu này rồi đây ạ. Và đây là cái phần đầu của xe, bộ đèn gầm và bộ đèn pha này thì cũng đã được ông anh tôi độ lên rất là đẹp rồi ạ. Đèn gầm cũng là bi xenon, đèn pha thì nguyên bản cũng đã là bi xenon rồi, nhưng ông anh tôi độ thêm về cái phần đèn led. Đây là cái cặp đèn gầm, đây là cái cặp đèn gầm của xe. Cặp đèn gầm này thì cũng đã độ lên là đèn bi xenon, hay là mọi người hay gọi là đèn mắt trâu đấy ạ. Và xe thì cũng hơi bẩn một chút, nhưng mà về chất lượng của nó thì rất là ok ạ. Đấy, đèn này là toàn bộ về cái phần đèn pha độ lên đèn mí này, đèn led ban ngày rất là đẹp ạ. Tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái bộ đèn này thì cũng độ vào cũng mất tương đối là nhiều tiền đấy ạ. Bộ dàn lốp này thì chủ xe cũng đã mới thay ạ. La răng thì còn rất là đẹp, cũng không xước sát gì cả, còn rất là mới và đẹp. Lốp thì cái bộ Briton này thì chủ xe cũng đã mới thay, rất là dày, cho nên quý vị của bạn đi lại cũng rất là yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Bộ lốp này thì còn rất là mới, vừa mới thay xong. Và đặc biệt nữa là chủ xe cũng đã độ lên cái cảm biến áp suất lốp. Cảm biến áp suất lốp thì nó hiển thị ở trong xe, lát nữa tôi quay cái cảm biến áp suất lốp. Còn đây là cái van của cảm biến áp suất lốp đấy ạ. Bộ này là bộ rất xịn, cho nên là nó lắp từ bên trong của cái la răng này. Nhiều người bộ này nó là bộ xịn cho nên lắp từ bên trong la răng, không thể tháo trộm được. Và tiếp theo tôi sẽ quay về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Nội thất của chiếc xe ở cái phân khúc hạng D này thì rất là sang trọng ạ. Được ốp gỗ, phối hợp với ốp gỗ rất là sang trọng. Đấy, quý vị và các bạn cùng xem đấy. Từ những cái vô lăng cho đến cái táp bi, táp lô đều có phần ốp gỗ rất là sang trọng. Và cái ghế lái là cái ghế lái chỉnh điện rồi đấy ạ. Đấy, vô lăng rất là đẹp và sang trọng. Option thì rất là đầy đủ. Ở cái 50, 20 là 10 thì option này thì là kinh khủng lắm rồi. Đây là cái bộ cảm biến áp suất lốp, nó sẽ hiển thị trên cái đồng hồ này đây ạ. Đây là cái phần mà chủ xe đã độ lên. Nãy là tôi quay cái van, bây giờ ở trong xe tôi quay cái đồng hồ nó báo áp suất lốp đây ạ. Đây là đồng hồ của chiếc xe đấy. Chiếc xe chạy được 159.000 rồi, tức là chạy được 15 vạn 9, 16 vạn. Và đồng hồ này là tôi cam kết là đồng hồ thật đấy nhá. Chủ xe đang đi, xe chưa về salon, nên là anh em chúng tôi cũng không có làm cái gì cả. Ông anh tôi vừa mới đến đây cái là tôi quay luôn cho quý vị và bạn cùng xem. Đồng hồ thật đấy ạ. Tất cả còn thật hết ạ. Chiếc xe đã chạy được gần 16 vạn rồi, nhưng mà nó ở cái phân khúc hạng sang, cho nên là chủ xe đi rất là giữ gìn, cho nên xe rất là đẹp ạ. Đẹp tất cả về nội thất cho đến ngoại thất ạ. Xe còn cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Nội thất rất là sang trọng. Và đây là cái là phần táp bi cửa và đằng sau ạ. Chiếc xe này là chiếc xe 5 chỗ, nhưng nó ở cái phân khúc hạng D, cho nên đã được trang bị cả cửa gió điều hòa phía sau. Và xe cũng trang bị lên là đầu DVD và 3 màn hình. Cũng đã trang bị cho chiếc xe Tiên An này là 2 cái màn hình phía sau để hỗ trợ cho những người ngồi phía sau này được giải trí trong lúc đi lại. Nếu như chạy đường dài thì đã được xem cái màn hình này. Và đây là cái phần cốp sau. Ở cái phân khúc hạng D thì cái cốp của nó rất là rộng, quý vị để được rất là nhiều đồ. Vẫn còn nguyên đồ của ông anh tôi chưa dọn ra. Nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì cái đồ này mới dọn ra. Còn không là xe thì ông anh tôi vẫn đang sử dụng bình thường. Xe vẫn đang đi phục vụ công việc của ông anh hàng ngày.
cho nên là đồ đạc tất cả các thứ còn nguyên trên xe. Xe chính chủ luôn đấy ạ, cho nên là quý vị và các bạn muốn xem mua xe thì được gặp chính chủ luôn. Tất cả về cái phần nội thất, phần tắp bi này còn rất đẹp vì nó ở cái phân khúc hạng D, cho nên là chủ xe đi rất giữ gìn. Và những chiếc xe này thì chắc chắn một điều là không có ai chạy dịch vụ rồi, chỉ có chạy đi làm thôi. Sau 10 năm sử dụng thì là chiếc xe này chạy được gần 16 vạn thì nó cũng hợp lý thôi, mỗi một năm là khoảng 1,6 vạn, rất là đúng, rất là khớp với cái đồng hồ. Nội thất thì ốp vân gỗ rất là sang trọng. Toàn bộ về cái phần ghế da xịn của xe còn nguyên, chưa có thay, chưa có sửa chữa, chưa có vá víu một chỗ nào cả. Tất cả còn rất mới và đẹp ạ. Tablo rất là đẹp luôn. Nhiều chiếc xe đi mà không giữ gìn mà để ngoài trời thì cái tablo này lại phải thay rồi đấy ạ. Tôi quay lại chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần vô lăng bọc da, ốp vân gỗ, tích hợp tất cả các phím điều khiển, kể cả là Cruise Control cũng đã được trang bị lên chiếc xe Nissan Tiena 2010 này rồi ạ. Đầu DVD, đầu giải trí là DVD và 3 màn hình. Đèn nổ Start Stop, điều hòa thì tự động 2 vùng. Đầu đây ạ, đầu DVD đây ạ. Cái yên ngựa cũng được ốp gỗ rất là sang trọng. Nội thất của dòng Tiena này thì không thể chê vào đâu được ạ, vì là chiếc xe này được sản xuất năm 2010, cách đây 1 năm rồi mà Nissan cũng đã trang bị cho chiếc xe Nissan này thật là sang trọng như thế này rồi ạ. Quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như các bạn muốn lái thử chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi cập nhật lên trên kênh ô tô 360 này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.